Chào ba con của bác đến với khu vườn nhỏ của Andy. Mình và mình là ba cô giáo các bạn đây. Thì nếu lần đầu tiên bạn đến với kênh của mình thì cứ xem thử qua video clip. Nếu thấy đúng thấy hay thì bạn có thể ủng hộ mình bằng cách nhớ subscribe kênh ở đây. Còn nếu bạn đã quá quen thuộc với mình thì bạn có thể đã nghe qua Andy của Tarot Bánh Quy. Thì cả hai kênh này đều là của mình hết. Một kênh thì nó Tarot Bánh Quy thì nó liên quan đến phát triển, chữa lành, self love cũng như là dự đoán tuần, dự đoán tháng. Còn đối với khu vườn nhỏ của Andy thì lúc này cũng là tình yêu. Thì hôm nay thì mình sẽ làm một chủ đề, đó là lá thư từ một người bí mật gửi đến bạn. Thì đối với mình á, thì chủ đề này thì mình sẽ không có bật mí được nhiều cho các bạn được. Tại vì mình đã mặc định đó là người bí mật rồi. Thì cuối mỗi tụ bài thì mình sẽ không có thể sử dụng cái bộ bài mà Maybe Leo Nẹt chế của mình để mình đoán tên hoặc là ngày tháng năm sinh cho các bạn. Nhưng mà mình có thể sử dụng sticker. Mình sẽ không sử dụng nhiều đâu, mình sử dụng một ít thôi để cho các bạn một chút xíu thông tin thôi ha. Còn người này là ai thì nói thẳng là mình không biết, các bạn thì càng không biết, thì chúng ta hãy cứ xem với một cái tâm thế mở ha, ai cũng được. Người này có thể là bạn bè, người thân, người yêu các kiểu. Thì ở đây chúng ta có tụ 1, tụ 2 và tụ 3, thì các bạn cứ chọn tụ bài mà các bạn cảm giác thích ha. Mình sẽ bắt đầu giải bài sau khoảng thời gian là 5 giây. Xin chào các bạn chọn tụ số 1 ha. Bây giờ mình sẽ bắt đầu giải bài cho các bạn. Thì để coi bức thư từ một người bí mật gửi đến bạn. Chúng ta có Hangman ngược. Hangman nhìn cái nó cười mà. Một hồi mình sẽ lật nó lại. Hai Priestess. Năm kiếm. Tám kiếm. Lá thư từ ai vậy trời? Tám kiếm nữa nè. Page of kiếm. Một đống kiếm. Ôi trời à, lá thư từ ai đây mà toàn là kiếm, kiếm và kiếm. Ây da, để coi chúng ta có ai nha. Thì đầu tiên thì chúng ta có loại Hanged Man ngược với The High Priestess. Thì đầu tiên mình thấy á, cái lá thư này được gửi đến từ một người, mình cũng không biết là nam hay nữ, nhưng mà mình cảm thấy người này có vẻ như là một người khá là quan tâm và để ý đến bạn. Người này họ quan tâm để ý đến bạn bởi vì họ muốn bạn biết rằng bạn không bao giờ đơn độc hoặc là bạn không bao giờ một mình. Người này xem bạn giống như là một cái con cù, và kiểu giống như là họ muốn ở cạnh bạn bởi vì họ nhìn thấy con cù này có một cái sự cô đơn, có một cái gì đó mang tính kiểu giống như là hơi buồn hoặc là có cái gì đó không được vui lắm. Mình cảm giác giống như họ muốn là một cái bông hoa hoặc là giống như là một cái bà cô già ở đây đến ở bên cạnh bạn, tồn tại trong cuộc đời bạn, giữ vai trò là một người nào đó xuất hiện trong cuộc đời của bạn. Thật ra mình cũng không đoán được người này là nam hay nữ, nhưng mà mình đọc được cái tính cách á, thì mình thấy người này khá là trầm tính. Người này cũng khá là nhây bẩn bựa, nhưng mà nó theo kiểu mà một người trầm mà nhây bẩn bựa, chứ không phải là một người mà nhí nha nhí nhố. Mình thấy người này là một người có suy nghĩ khá là sâu, có khá là nhiều sự mâu thuẫn bên trong suy nghĩ của họ. Và người này thích đọc sách, khá là thích đọc sách, khá là thích đọc những thứ xa xôi xăm xỉ, hoặc là một người kiểu giống như là thích đọc nhiều loại sách, nhiều thể loại khác nhau, từ fiction cho đến kiểu giống như là truyện phiêu lưu các kiểu. Mình cảm giác bạn với người này thì có vẻ như không thường xuyên liên lạc đâu, hoặc là cũng không phải thường xuyên ngày nào cũng tám. Mình thấy bạn và họ giống như là đôi khi lâu lâu gặp nhau một lần, lâu lâu nói chuyện với nhau một lần, hoặc là thỉnh thoảng có gặp nhau. Tại mình thấy có gặp nhau được, nhưng mà mình thấy không có gặp thường đâu, thỉnh thoảng thôi. Ngoài ra mình cảm giác người này khá là hiểu hoặc là biết con người của bạn, bởi vì mình thấy họ muốn để cho bạn có một khoảng không riêng. Bạn là một người cũng không có thích liên kết nhiều người, bạn cũng không có thích mở lòng với nhiều người. Mình cảm giác bạn là một người khá là kín tiếng. Thành ra đối với mình, người này có vẻ như họ biết được cái tâm tính của bạn. Nói chung mình thấy họ hiểu bạn lắm, nhưng mà vấn đề nằm ở chỗ là hiểu thì hiểu, nhưng mà cái cách mà họ quan tâm đến bạn nó giống như kiểu đó là tôi luôn tồn tại trong cuộc đời bạn, nếu bạn cần tôi bạn cứ nói nhé, kiểu giống vậy. Cái lá Hanged Man ngược này á, thì mình nó làm mình nhớ đến một người. Thì bé này là một bé cũng khá là thân với mình. Thì kiểu giống như bé nói là cái lá này
nó vốn dĩ nó là hình giống vậy, và khi bé nó coi bài nó thấy cái bài ngược xong nó rốt cuộc nó lại để giống vậy là cho mình, kiểu giống như là nó bài ngược sẵn thì mình cứ để ngược sẵn. Thì khi mà mình nhìn lá này á, bạn nhìn cái gương mặt của cái cậu bé này nè, nhìn rất là vui, rất là mắc cười, thì mình nghĩ á, cái điều mà người này gửi gắm hoặc là mong đợi á, hoặc là bí mật của lá thư của người này á, đó là gì? Đó là thật ra người này muốn bạn luôn vui, muốn bạn luôn hạnh phúc, hoặc là muốn bạn luôn nhớ về những cái thứ tốt đẹp. Tại vì Hunger Man ngược á, thật ra bản chất Hunger Man trong cái bộ bài này á, dù nó xui hay nó ngược á, thì cái đứa bé này cũng cười, tức là nó xem đây là một cái trò chơi, một cái trò đùa, nó xem đây là một cái gì đó theo kiểu giống như là, ví dụ giả sử nó vô tình nó mắc vào cọng dây này và nó té ngược xuống thì nó kiểu giống như ui cũng bình thường, cũng không có gì hết. Còn nếu mà thật sự đây là Hunger Man ngược như thế này á, thì bạn cứ xem giống như đây là một cái gì đó mà đứa này nó đùa, nó nhây và nó cà rỡn với bạn, hơn là nó thể hiện một cái thái độ, một cái hành động. Còn cái người này họ muốn nhắn nhủ gì với bạn? Thật ra Hunger Man ngược nó theo kiểu giống như là mình vẫn thấy dù bạn up hay down, tức nghĩa là dù bạn dày hay dày, thì luôn luôn có người dòm ngó bạn, luôn luôn có người để ý đến bạn và luôn luôn có người quan tâm đến bạn. Nếu mà bạn cần, bạn chỉ cần la lên là người này sẽ xuất hiện để tháo cọng dây cho bạn. Mình nghĩ người này có thể là một người bạn, hoặc là một người rất là thân, hoặc là có thể là người trong gia đình, hoặc là một người xem bạn giống như là một người thân cận. Họ luôn luôn ở đó để sẵn sàng giúp đỡ và xuất hiện trong cuộc đời bạn khi cần. Đến cái cặp bài thứ hai thì chúng ta có lá năm kiếm và chúng ta có lá tám kiếm. Thật ra năm kiếm và tám kiếm ở trong bộ bài này á, thì mình cảm thấy người thứ hai này lại là những người không biết sao, nhưng mà mình cảm giác giống như là họ khá là quan tâm đến đời sống cá nhân của bạn. Ở người này thì mình lại cảm thấy có cái gì đó nó hơi mang tính gọi là lanh chanh lách chách, nó ngược lại hoàn toàn với người một. Người hai này mình cảm giác rất là lanh, rất là giỏi về ngôn từ, là một người có khả năng sử dụng tốt về từ tiếng, là những người mình thấy có nhiều sự kết nối, họ có nhiều bạn bè đồng hoặc là trạc tuổi. Người này thì mình thấy họ đến hoặc là họ muốn gửi đến bạn một cái bức thư, bởi vì mình thấy có cái điều gì đó họ giống như bạn là một người mà họ cũng muốn tò mò coi cái cuộc sống của bạn như thế nào. Họ cảm giác tại sao dạo này bạn có vẻ giống như là tám kiếm, có vẻ giống như là bạn hơi xa cách, có vẻ giống như là bạn không có thể hiện nhiều nữa, hoặc là có vẻ giống như bạn có vấn đề gì đó bên trong. Người này khá là tò mò về cuộc đời của bạn hoặc là cuộc sống của bạn. Mình cảm thấy người này kiểu giống như là mình có đọc được một chút xíu trường hợp nhưng mà mình không thấy rõ, nhưng mà mình sẽ nói luôn, đó là một vài người có vẻ như hơi toxic, tức nghĩa là họ khá là quan tâm đến cuộc sống của bạn bởi vì họ coi bạn sống chết ra sao. Nghe hơi toxic nhá. Mình cảm giác cái này là một cái bè, không phải là một cái bạn. Mình cảm giác kiểu giống như là họ 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 đang vui mừng trên niềm tin của sự chiến thắng, bởi vì họ giống như ba đứa này, nó ỷ đông, nó hiếp yếu á, nó đè bạn vô cái thế giống như là bây giờ tao mày mà thoát ra được khỏi mớ kiếm này thì tụi tao, ba đứa tao sẽ quăng nguyên mớ kiếm vô mày tiếp và mày sẽ không bao giờ thoát ra được, bởi vì mày khác tụi tao. Mày là một con nhỏ mặt đầm đỏ, còn tao là tụi tao thích bận đầm xanh. Mình thấy có một cái sự hơi trẻ trâu và sự hiếu thắng ở trong đây. Và mình thấy thật ra bạn cũng nhận ra được những người này. Mình nghĩ nếu mà khi mà mình đã đọc ra được cái ý này thì mình nghĩ kha khá người sẽ nhận ra được cái thông tin này. Những người này có thể trạc hoặc là nhỏ tuổi hơn bạn, mình nghĩ không lớn hơn bạn đâu. Còn không là trông họ có vẻ già hơn so với bạn, chứ mình không nghĩ là họ 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 trẻ. Là cái thứ hai. Cái thứ ba nữa đó là mình cảm thấy đó là trong cái cặp bài này thì những cái người này thật ra cái điều mà họ bí mật mà họ muốn gửi, cái điều mà lá thư bí mật mà họ muốn gửi đến bạn ở đây á, một phần nữa nó liên quan đến chuyện đó là không biết dạo này cái điều bạn quan tâm, cái điều bạn để tâm còn nghĩ tới nữa hay không. Mình không biết bạn có vấn đề gì với những người này, nhưng mà họ rất muốn biết về bí mật, về con người, về những cái gì mà bạn đã trải qua, hoặc là về những câu chuyện mà bạn từng biết. Có nghĩa là họ muốn coi cái góc nhìn, ánh nhìn, thái độ, quan điểm, cách bạn hành động ra sao để họ biết liệu cơm mà gắp mắm. Mình cảm giác có một cái sự dè chừng nào đó, hoặc là có một cái sự gọi nào đó không thật ở trong đây, bởi vì năm kiếm trong bộ này rất là lẻo lự, hoặc là nó có một cái sự háo thắng, hiếu thắng, có một cái sự thích thể hiện ở đâu đây. Bạn có vẻ lại là một người không thích thể hiện nhiều, và mình cảm giác giống như là chính vì một phần vì những cái người này nên mình thấy bạn có muốn co cụm lại. Mình cảm giác bạn xem những người này giống như là một cái thế giới đôi khi không tồn tại trong trong cái cuộc đời của bạn, bởi vì mình thấy có sự nhắm mắt ở đây. Thì kế bên nữa thì chúng ta có tám kiếm một lần nữa, nhưng mà với pay Absorb. Cái câu chuyện của cặp bài kế này thì mình lại cảm giác nó liên quan đến người người quen, người yêu.
tình cảm cũ hoặc là các mối quan hệ cũ. Người này thì có thể là một người mà bạn quan tâm hoặc là bạn để ý, hoặc là có thể là người mà người ta để ý hoặc là quan tâm bạn, nó có thể hai hướng nha. Nếu đây là một người mà bạn quan tâm và để ý á, thì mình cảm giác người này có thể đã không còn quan tâm và để ý đến bạn nữa, họ có một cuộc sống mới và họ đã bước sang một chương mới rồi. Nhưng mà thật ra ở đây không hẳn, ở đây theo kiểu giống như mình đọc vậy thì nó hơi bị lệch năng lượng một chút xíu, bởi vì câu hỏi của mình đó là lá thư bí mật, lá thư được gửi từ một người bí mật, thì mình cảm giác người này là tám kiếm chứ không phải là bạn, thì mình cảm giác người này không biết rằng liệu bạn có đang có người yêu mới hay không, bạn có đang quen ai hay không, bạn có bắt đầu mối quan hệ với một người nào đó hay không, bạn đang như thế nào, đang ra sao. Mình cảm giác trong người này có nhiều tổn thương giữa bạn và họ, chắc chắn là người quen cũ hoặc là một người đã từng liên kết hoặc là đã từng biết về nhau. Người này là một người mình cảm giác giống như là họ là một người suy nghĩ rất là nhiều, trong thế giới của họ nó khá là bình lặng, khá là lặng lặng. Mình cảm giác người này đang cô đơn, hoặc là trong họ có rất là nhiều suy nghĩ mang tính gọi là lo lắng và để tâm đến bạn. Không hẳn là người này muốn quay lại với bạn hoặc là họ muốn làm gì, tại vì tám kiếm ở đây là con này nó chỉ đứng nhìn bản thân nó thôi và nó không có hành động. Còn bay kiếm ở đây tức nghĩa là mình cảm giác người này có thể tìm thông tin đến bạn hoặc liên kết đến bạn hoặc là có thông tin về bạn dựa trên các mối quan hệ hoặc là dựa trên sự nghiên cứu khảo sát hoặc là đánh giá ở đó của họ, tức nghĩa là tại vì Pay Upsell là một người khá là thông minh và có nhiều sự và họ thường khá là tò mò, thành ra họ sẽ có cách nào đó để lần mò thông tin của bạn thôi. Chỉ có vấn đề nằm ở chỗ là họ không lấy trực tiếp nguồn từ bạn mà họ lấy từ những người xung quanh. Ngoài ra nữa, mình cảm thấy là cái điều mà người này muốn gửi gắm, muốn nhắn gửi hoặc là muốn trao đến bạn đó là họ muốn bạn biết rằng là họ luôn để tâm và để ý đến bạn. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ đó là bạn có để tâm và để ý đến họ hay không, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa đó là mình cảm giác người này có vẻ như cũng khá là bận và họ cũng không thể ở cạnh bạn 24 trên 24, hoặc là họ cũng không thể ở cạnh bạn thường xuyên, nên mình thấy giống như họ biết được cái điểm mạnh lẫn điểm yếu của họ trong cái mối quan hệ này, thành ra họ cảm giác giống như là bạn cười cũng lớn hoặc là tự thể buông hoặc là tự thể bơi được rồi, thành ra họ nghĩ bạn sẽ biết cách. Bởi vì mình thấy người này tin vào cái kiểu hành động và cái kiểu quyết định của bạn, họ nghĩ rằng bạn sẽ biết cách gọi là liệu cơm mà gắp mắm thôi. Thì bây giờ mình sẽ sử dụng sticker để mình đoán cho các bạn ha, nhưng mình nói trước là mình không có rút nhiều đâu, mình sẽ rút cho từng cặp ha, mỗi cặp mình sẽ rút hai cái nha. Cặp đầu thì chúng ta có chicken nugget với một cái soda chuối nho, ủa lộn, chuối dâu. Thì cái chicken nugget á thì nó cho mình cảm giác người này có thể là một người thường đi ăn uống với bạn, tại vì có đồ ăn thức uống nè, là hoặc một người mình cảm giác giống như là chicken nugget thì không phải là nguyên một con nguyên miếng gà hoặc là một cái đùi gà, thì mình cảm giác người này có cái gu ăn uống, có thể là hơi, họ có thể là ăn ít, họ không có ăn nhiều, hoặc là họ là một người có ăn những cái món đơn giản không có cầu kỳ, hoặc bản chất họ là người đơn giản không cầu kỳ, hoặc là họ thậm chí là người khá là mê gà. Còn cái soda mà chuối với dâu thì mình cảm nhận người này là một người có khẩu vị, có một cái taste, một cái có một cái vị, một cái kiểu người, mình cảm giác có một cái gì đó sự độc lạ trong họ. Bây giờ đến tủ số 2 ha, thì mình sẽ rút hai cái nữa. Tủ số 2 thì chúng ta có gọi là gì gì vậy? Treat people with kindness and và một cái điện thoại cũ. Người này chắc chắn là những người quen cũ của bạn và họ chắc chắn là những người bạn đã từng biết. Điện thoại thì có thể là điện thoại thường thường nó chỉ chúng ta chỉ liên hệ với những người mà chúng ta không thường xuyên gặp, hoặc là những người mà lâu lâu mới gặp và đem một là một chiếc điện thoại cũ, thì mình cảm giác có thể là người này là một người khá là cũ kỹ, hoặc là một người bạn đã từng quen biết, một người mình cảm giác nói nhiều hoặc là có nhiều sự liên hệ, có nhiều bạn bè, hoặc là đôi khi bạn chỉ liên hệ với họ qua điện thoại thôi, ít có gặp trực tiếp, hoặc là họ chỉ liên hệ với bạn trên mạng thôi. Treat people with kindness thì cái câu này thì kiểu giống như nó nói là một người nên nên đối xử với người khác tốt, thì mình cũng không biết thật sự này là tốt thiệt hay là tốt giả, nhưng mà mình cảm giác giống như là có thể là trong mắt người khác người này là một người tốt, nhưng trong mắt bạn thì bạn người này là không phải. Rồi, chúng ta rút hai lá cái nữa, hai cái nữa cho người cuối ha. Chúng ta có một cái bức thư nè. Người này chắc chắn là người có sử dụng đến con chữ, là một người suy nghĩ nhiều, là một người mình cảm giác khá là truyền thống và cổ hủ, tại vì đây là cái bìa thư cũ của thời 9X hoặc là 8X luôn.
Rồi chúng ta có một cái hình một cái người ôm một cái quả cầu pha lê. Người này có thể là một người có trực giác rất là mạnh, là một người có thể rất là mạnh về cảm xúc, hoặc là một người khá là giữ mọi chuyện ở trong lòng, hoặc là giữ mọi thứ ở trong bụng, hoặc là họ là một người mình cảm thấy giống như là có nhiều thứ muốn nói nhưng mà không nói được. Thì đó là thông điệp dành cho những bạn chọn tụ số 1 ha. Và các bạn chọn tụ số 2 ha. Bây giờ mình sẽ bắt đầu giải bài cho các bạn. Thì để coi chúng ta có cái gì. Chúng ta có kỵ sĩ gậy, chúng ta có 10 cốc, chúng ta có 4 cốc, chúng ta có hair phần, chúng ta có the moon và chúng ta có the hermit. Bài của các bạn thì có 3 lá lớn, 3 lá lớn, một lá hoàng gia. Thì đầu tiên thì chúng ta có gọi là kỵ sĩ gậy và 10 cốc. Một người lá thư từ một người bí mật. Người này thì mình nghĩ chắc cũng chả phải bí mật gì đâu. Người này là người quen của các bạn, chả phải xa lạ. Tại vì kỵ sĩ gậy với 10 cốc thì người này gặp thường xuyên và gặp hoài. Hoặc là ít nhất họ là một người chơi chung hoặc là bạn của bạn, chứ không phải là người lạ. Là cái thứ hai, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa đó là người này có thể là người thích bạn, để ý bạn hoặc là yêu bạn, hoặc là một người mà mình cảm giác giống như là họ crush bạn. Tại vì mình cảm giác người này luôn muốn tạo sự chú ý với bạn. Người này là có thể là thuộc, không biết sao nhưng mình rất ít khi nào nói cung hoàng đạo, nhưng mà tự nhiên mình thấy người này thì mình lại cảm giác họ có cái tính của cung lửa hoặc là cung khí rất là nhiều. Lửa thì chẳng hạn như bạch dương, sư tử, nhân mã, còn cung khí thì có thể là song tử, bảo bình hoặc là thiên bình. Nhưng mà mình cảm giác người này có thể thuộc nhóm lửa hoặc là tính hơi nóng. Rồi người này là một người mình thấy trẻ, giỏi, lanh lẹ, khỏe mạnh, là một người mình cảm giác giống như họ khá là thông minh nè, khá là sáng sủa. Họ là một người thường di chuyển nhiều hoặc là có đi đây đi đó, hoặc là thích đi du lịch. Cái người này họ muốn nói gì với bạn thì thật ra mình cảm giác đó là họ muốn nói, họ muốn làm bạn với bạn, hoặc là họ muốn liên kết với bạn, hoặc là họ muốn tìm hiểu bạn, hoặc là đại loại giống như là họ muốn có một cái sự chú ý nào đó với bạn ở đây, hoặc là họ muốn tham gia vào những cái mối quan hệ với bạn. Tại vì mình cảm giác họ không có quá nhiều mối quan hệ, hoặc là đại loại là họ muốn kết nối với bạn đơn giản chỉ là muốn hòa nhịp, hòa nhập, hoặc là muốn tìm một cơ hội nào đó để nói một cái vấn đề nào đó, để làm một cái chuyện gì đó. Tại vì mình thấy cái lá kỵ sĩ gậy ở đây thì kiểu giống như là người này đang chạy ùa tới, và cái mục đích của họ là vượt qua cái này để đến một cái gì đó, có thể là để kịp một cái chuyến đò, một cái chuyến xe. Thì mình cảm giác giống như là người này có thể họ là một người, mình không biết là trong quá khứ họ có thường xuyên giúp đỡ bạn hay không, nhưng mà mình cảm giác người này là một người rất là nhiệt tình, hoặc là vì bạn bè họ là một người mình cảm thấy khi cần có thể gọi hoặc là có thể yêu nhờ giúp đỡ. Người này cũng là một người mà mình thấy họ không có thích nói nhiều, họ thích làm nhiều hơn, và họ là một người mình thấy khá là bộc trực và thẳng tính. Nhưng mà người này thì mình cảm giác bản thân họ không phải là kiểu người dễ lợi dụng hoặc là bị lợi dụng. Tức nghĩa là họ tùy vào cái mối quan hệ giữa bạn với họ mà họ quyết định là cái mức độ giúp đỡ của họ với bạn là bao nhiêu ha. Người này thì mình cũng cảm thấy họ có tâm hồn hoặc là tuổi tâm hồn lớn hơn bạn, họ chững chạc hơn bạn, họ kín tiếng hơn, và các mối quan hệ của họ thì mình cũng thấy nó bền vững hơn. Tuy nhiên người này thì mình cảm giác là nếu nha, nếu một lần nữa mà cái người này mà không phải là cái người nãy giờ mình mô tả mà là một cái người khác á, thì người này mình cảm giác họ có vẻ giống như là thường là người quan sát, là người đánh giá, là người theo dõi, hoặc là người khá là để tâm để ý đến từng nhất cử nhất động của bạn. Người này có thể đứng từ xa để dòm. Có thể nó liên quan đến mối quan hệ đồng nghiệp, cấp trên hoặc là sếp. Người này chắc chắn phải lớn tuổi hơn bạn, tại vì mình thấy người này có cái gì đó nó mang tính kỷ cương, trật tự. Mình cảm giác người này thường âm thầm đánh giá và theo dõi bạn, bởi vì họ muốn biết có thực sự bạn làm ra sao, làm như thế nào và kết quả nó như thế nào. Mình thấy họ đánh giá rất là nhiều về cái điểm đó ha. Đến cái cặp bài thứ hai á, thì cái người này là bốn cốc với Hierophant. Người này á, thì mình cảm giác á, họ là một người họ thường quan sát và đánh giá bạn, nhưng mà theo kiểu như là âm thầm, họ không biết quá nhiều thông tin về bạn, họ không gặp bạn thường. Người này thì mình cảm giác giống như là họ không đánh giá cao bạn, mình thấy họ không đánh giá cao bạn lắm. Người này thường quan sát và xem xét bạn ở góc độ gọi là những dựa trên những gì họ biết, dựa trên những gì họ thấy, dựa trên những gì mà họ đã từng tiếp xúc, tại vì họ dựa trên kinh nghiệm hoặc là cách nhìn người nhìn đời của họ hơn là trải nghiệm thực tế. Thật ra đó là trải nghiệm thực tế, nhưng ý của mình ở đây giống như ví dụ như con người ta có thể nhìn một người nào đó khác qua bằng việc tiếp xúc nè, giống như thằng này, nhưng mà người này họ có một cái sự thông minh, họ có một cái sự quan sát đánh giá khá là tốt, họ có một đầu óc phân tích rất là tốt, tại vì The Hierophant là một người
không phải xuất sắc theo kiểu thông minh mà xuất chúng, nhưng mà họ là một người có nhiều kinh nghiệm á, thì một người mình thấy trải đời nhiều hoặc là có nhiều kinh nghiệm thì thường sẽ có khả năng quan sát và đánh giá rất là tốt. Thì người này họ thấy xuyên qua bạn hết. Nhưng mà vấn đề ở chỗ đó là mình thấy người này á, thì thường họ cái thông điệp bí mật mà họ muốn gửi đến bạn, thực ra họ chả gửi thông điệp gì cả, họ chỉ tò mò về cuộc đời của bạn coi như thế nào, coi bạn sống ra sao, sống chết ra sao, rồi họ muốn coi là bạn dạo này có cái gì mới lạ hay không. Tại vì bản chất của người này á, là một người mình thấy họ không phải là kiểu tọc mạch, giống như họ luôn theo dõi và cập nhật cuộc sống của người khác, bởi vì nó là một cái niềm vui hoặc là một cái sự thú vị gì đó từ họ. Ở một góc độ khác á, thì mình thấy lâu lâu thì bạn cũng có nói chuyện với người này, hoặc là thỉnh thoảng thôi, mình cảm giác thỉnh thoảng thôi, mình không thấy bạn với họ thân. Tại vì mình thấy bạn với họ khá là ngược nhau, tại vì bốn cốc á, là một người khá là linh hoạt, là một người trong bốn cốc trong bộ này thôi ha, là một người khá là linh hoạt, là một người khá là kiểu giống như mình dùng từ hơi ích kỷ về mặt cảm xúc. Và thật ra bốn cốc trong bộ này đó là thần đèn á, nhưng mà nó là thần đèn sau khi nó xuất hiện thì nó bỏ luôn cái thằng mà đã cọ cái đèn thần để cho nó xuất hiện ra, nó chỉ quan tâm tới những thứ nó có. Thì mình cảm giác có thể người này là một người họ để tâm để ý tới bạn bởi vì họ có cái gì đó ở họ hơi xem thường hoặc hơi đánh giá thấp bạn. Nói chung mình vẫn cảm giác giống như là người này họ muốn coi thực sự hư bạn sống như thế nào thì là nhiều. Mình không thấy nhiều thông tin từ phía người này, mình thấy nó rất là kín. Còn trong cái lá Hierophant á, thì mình chỉ cảm thấy giống như là cái người này có thể là thật mà cũng có thể là giả. Nói chung họ là một dạng thật thật giả 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 thật thật. Và người này là một người khá là truyền thống, gia trưởng khá là cứng nhắc, và họ thường sống theo một cái trật tự, một cái quy luật nào đó riêng, chứ họ không có tuân theo người khác. Và cái điều mà người này để tâm để ý đến bạn thật ra nó cũng chả tồn tại trong cuộc đời họ. Mình cảm giác giống như là biết rồi thôi, vậy thôi, nhưng cũng không có ích lợi gì cho họ hết. Đến cái cặp bài số 3 thì là chúng ta có The Moon và Hermit. Cái cặp bài này thì nó hơi ngược, nó hơi lạ ở chỗ đó là cả hai người này đều đang chạy, và mỗi người chạy đi một hướng. The Moon thì chạy ra khỏi hang, còn Hermit thì cũng chạy ra khỏi hang, nhưng mà Hermit này chạy đi đến một cái nơi mới, còn con mẹ The Moon này thì mẹ đang kiểu như mẹ đang muốn đi chơi hoặc là bỏ trốn khỏi cái hang của mẹ. Thì ở đây thì mình lại thấy nó liên quan đến chuyện tình cảm hoặc liên quan đến mối quan hệ. Người này có thể là trạc tuổi, hoặc là mối quan hệ này có thể là gia đình, người thân ha. Người này có thể là một người phụ nữ hoặc là một người tính nữ, không nhất thiết phải là giới tính nữ. Mình thấy người này khá là quan tâm và để ý đến bạn, nhưng mà bạn có vẻ là không thân hoặc là không có kể chuyện nhiều với người này. Người này thì mình thấy họ sống tình cảm, họ là một người lo nghĩ nhiều, thường mất ngủ hoặc là thường ngủ trễ hoặc là khó ngủ. Người này mình thấy lớn tuổi rồi, mình thấy họ cũng là một người sống không biết sao, nhưng mình thấy cuộc đời của họ cũng không có sướng, nó hơi khổ. Mình cảm giác người này đặc biệt quan tâm tới bạn bởi vì họ muốn biết coi dạo này bạn như thế nào, sống ra sao, mọi thứ nó diễn tiến như thế nào, những thứ bạn nói có đúng như vậy hay không, hay là nó đang đi theo một cái chiều hướng nào đó. Thì thành ra cái đối với cặp bài này thì mình thấy nó liên quan đến người thân, gia đình. Còn nếu đây là một cặp bài mà liên quan đến chuyện tình cảm á, thì mình cảm giác người này có thể là một người, họ là người cũ, The Moon với Hermit chắc chắn phải là người cũ. Người này mình thấy ở xa, không ở gần bạn đâu. Tại vì mình thấy để gặp bạn thì còn phải có sự di chuyển. Mình không chắc là có thể là đi bằng xe máy, có thể là đi rất là xa, hoặc là có thể đi máy bay. Tại vì mẹ phù thủy này mẹ bay, chứ mẹ không có đi. Hoặc là người này là mình cảm giác sống ở chỗ nào nó gần núi đồi, hoặc là ở trong vùng xa xôi hẻo lánh. Nói chung là tạm thời có khoảng cách về địa lý. Người này thật ra quan tâm hoặc là nghĩ về bạn, hoặc là cái điều mà họ muốn gửi gắm đến bạn đó, nó liên quan tới một cái thái độ, một cái cách nhìn của bạn với họ. Mình cảm thấy có cái sự hiểu lầm nào đó ở đây. Mình cảm thấy là trong họ khá là phiền lòng về cái việc mà bạn với họ trở nên mối quan hệ như thế này. Tại vì mối quan hệ này mình cảm giác giống như ngăn sông cách chợ. Mình cảm giác giữa hai bạn có sự hiểu lầm, hoặc thậm chí trong một số trường hợp giữa hai bạn có cái gì đó không thuận lòng với nhau lắm. Mình cảm giác có khoảng cách, mình cảm giác giữa hai bạn nó là một cái rào cản hoặc là một cái ranh giới. Mặc dù bài nhìn rất là giống nhau, nhưng mà mình cảm giác hai bạn giống như là bà này và ở trong một cái hang màu tím ở trong đây. Ông này chỉ vô tình đi ngang xong cái mẹ phóng một cái vèo ra, cái ổng hết hồn á. Tại vì mình cảm giác có cái gì đó nó mang tính trùng hợp, ngẫu nhiên. Nhưng mà nó giống như là, nếu mà nó là chuyện tình cảm thì nó là nợ duyên hơn là duyên nợ. Tại vì mình cảm giác nó chỉ là những cái gì nó mang tính vụt qua,
vượt qua thôi, nó không phải là một cái gì đó mang tính bền vững. Và giữa hai người mình cảm thấy có quá nhiều bí mật và quá nhiều suy nghĩ và băn khoăn ở trong lòng. Thì bây giờ mình sẽ dùng sticker ha, mình sẽ kép cho từng cặp nha, mình sẽ kéo hai cái cho mỗi cặp. Thì đối với người đầu tiên thì chúng ta có Facebook, người đầu tiên được ba cái luôn: Facebook, một cái máy nghe nhạc cũ và một đôi giày Gucci Vert. Thì người mình cảm giác người này với bạn thì có sự liên hệ với nhau qua Facebook. Người này có style ăn mặc khá là đơn giản hoặc là không có cầu kỳ, hoặc là họ là một người ăn mặc thích ăn mặc kiểu thể thao, phóng khoáng, tự do, đơn giản. Họ là một người khá là truyền thống, họ là một người có thế giới riêng và có phong cách riêng. Bây giờ đến người thứ hai. Người thứ hai thì chúng ta có good vibe. Người này là một người mình thấy good vibe thì thường là một người khá là tốt, hoặc là một người tỏa ra năng lượng tốt, hoặc là họ thường làm những điều tốt. Nói chung người này thì mình cảm giác bản thân họ là một người tỏa ra năng lượng khá là tốt, thiệt sự là như vậy. Nhưng hoặc là họ thường tích cực hoặc là cố gắng tích cực. Chúng ta có một con chó nằm ngủ, thì mình cảm giác người này có thể là rất là thích ngủ, hoặc là đơn giản họ là người thích relax, thích chill, thích ở một mình, là một người hướng nội, có thể là một người tuổi chó cũng nên, hoặc là một người khá là yêu thích chó. Đến người thứ ba nha. Người thứ ba thì chúng ta có một cái bàn tay để hình I love you. Người này có thể là tình cũ, khả năng cao là tình cũ, hoặc là một người đã trong quá khứ, hoặc là một người mà bạn thường kiểu giống như còn nhớ nhung về người này, hoặc là đôi khi họ còn nhớ nhung về bạn, nhưng mà có thể bạn với họ đã đứt kết nối rồi. Còn cái này thì nó liên quan đến bút 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 dạ quang, bút chì. Có thể là người này là một người biết vẽ, hoặc là một người khéo tay hay làm, hoặc là một người làm dân văn phòng, hoặc là một người mà mình cảm giác nó liên quan đến chuyện họ khá là kỹ tính và thận trọng. Thì đó là thông điệp dành cho những bạn chọn tụ hai. Hello các bạn chọn tụ số 3 ha. Bây giờ mình sẽ bắt đầu giải bài cho các bạn. Sao bài ngược không trời, bữa nay có hai tụ bài ngược luôn á. Chúng ta có the full ngược, chúng ta có 10 kiếm, nữ hoàng gậy, tám tiền, the devil, kỵ sĩ gậy. Đầu tiên thì người nào đó muốn gửi lá thư từ người bí mật. Người này thì đúng là bí mật thiệt. Người này bí mật á, là bởi vì người này chắc chắn là người cũ hoặc là một người bạn đã không còn liên lạc nữa rồi. Bởi vì có một cái lý do nào đó giữa bạn với họ không thể liên hệ hoặc liên kết với nhau. Có thể là người này không đến được với bạn, hoặc là giữa bạn với họ có tình cảm với nhau, nhưng mà một là vì lý do khoảng cách, lý do địa lý, một trong hai người không thể gặp người còn lại vì hiểu lầm, vì có một người đã làm phụ lòng người còn lại. Nói chung là có liên quan đến rất là nhiều tổn thương. Mình cảm giác giống như là tới bây giờ thì người này vẫn, tới thời điểm bây giờ luôn nè, bây giờ lúc mình đang đọc bài, người này vẫn còn đang nghĩ về bạn. Bởi vì họ có cái gì đó rất là tiếc nuối về cái mối quan hệ này. Họ cảm giác giống như giá như mọi mọi điều có thể khác đi được, giá như mọi chuyện có thể khác đi, giá như ngày xưa ABCD. Tại vì mình cảm giác giống như là người này đang nhìn có cái gì đó trong người này muốn quay trở lại cái vị trí này, nhưng mà họ không biết rằng liệu khi mà họ xách vali họ đi đến đây thì liệu bạn có ôm họ vào lòng hoặc là có đón nhận họ hay không. Người này thì có thể là tình yêu cũ, người quen cũ, có thể là crush cũ, hoặc là một người mà bạn bạn hoặc là người đó đã từng đặt kỳ vọng vào đối phương rất là nhiều. Người này thì mình thấy chắc phải trưởng thành hoặc là chín chắn hơn bạn, còn về tuổi thì mình không chắc là họ có lớn hơn bạn hay không. Người này là một người ít nói, là một người sống sống vì người khác, sống vì bạn bè người thân. Nói chung họ là một người mình thấy tương đối suy nghĩ nhiều, tương đối suy nghĩ nhiều. Họ là một người mình thấy có nhiều cái trăn trở trằn trọc. Họ là một người giống như cái bài con tim hành lý của cô Minh Hiếu nếu bạn không biết thì bạn có thể là search là bảy miếng vườn hoặc là bảy miếng đất hay gì đó. Thì mình cảm giác đó là trong cái tim của người này nó luôn có một cái ngăn nào đó cho bạn, nhưng mà vấn đề nằm ở chỗ là mình thấy họ xếp cái ngăn này lại, họ bỏ vào đây, bỏ vào một cái nơi giống như một cái nhà kho. Mình cảm giác ký ức của bạn với họ nó giống như là một cái thứ mà họ đã đóng khuôn rồi, họ không quên nhưng họ cũng không biết phải làm sao để giải quyết nó hết.
Trong cái suy nghĩ của người này thì có thể bạn là một người, một là tình đầu, hai là tình cuối, hoặc là đại loại nó liên quan. Nếu mà bạn không hiểu chữ tình cuối, tức nghĩa là đôi khi sau cái câu chuyện này người này cũng không có còn muốn yêu ai, hoặc không có còn muốn tiếp xúc với ai nữa, hoặc là đại loại giống như là họ không có mở lòng được nữa. Người này thì mình cảm giác trong trái tim của họ nó rất là nhiều dao ghim, mặc dù là cái kiếm này nó ghim vào đất, nhưng mà mình cảm giác giống như là vết thương không sâu, nhưng vốn dĩ họ không muốn muốn tháo nó ra, hoặc là có cái gì đó liên quan đến chuyện giống như là đó là một thứ mà họ không muốn quên, hoặc là không thể quên, hoặc là chưa quên được. Cái điều mà người này muốn gửi hoặc muốn nói với bạn qua cái bức thư này á, đơn giản đó là bạn luôn tồn tại trong tâm trí họ, dù bạn với họ có còn liên lạc nữa hay không, hoặc là câu chuyện giữa bạn với họ đi đâu như thế nào, hoặc là ra sao. Tại vì mình vẫn thấy trong cái thế giới của họ nó có một cái thế giới của người này á, là cái thế giới của những cái lo sợ rằng một ngày nào đó ai đó rồi sẽ ra đi, ai đó rồi sẽ biến mất, hoặc một ngày nào đó mọi thứ sẽ không còn như thế nữa, không còn như cũ nữa. Mình cảm giác người này không có quá nhiều mối liên hệ, hoặc là không có quá nhiều một sự liên kết. Thành ra mình thấy là trong cái suy nghĩ của người này mọi thứ nó đều rất là mỏng manh, nó rất là nhì, nó rất là, mình cảm giác suy nghĩ của họ, thế giới của họ nhỏ xíu, đúng nghĩa, đúng cái tinh thần của lá của cái bộ The Little được Prince Tarot đó, y chang, thế giới nhỏ lắm. Đến với người thứ hai, người này thì sao? Người này là một người giữa bạn với họ đã từng có sự kết nối với nhau ở góc độ tình cảm hoặc là cảm xúc. Ở đây có hai người, một là bạn, hai là người yêu cũ hoặc là một người yêu nào đó ở thời điểm hiện tại. Hoặc có thể họ vừa đóng vai trò là người yêu, vừa đóng vai trò là bạn. Mình thấy đọc ở góc độ đầu tiên trước nha. Nếu người này là người người yêu đi, thì mình cảm giác người này giống như bạn với họ nè, họ luôn ở ra cạnh bạn và bạn ở cạnh họ, giữa bạn với họ có nhiều điểm chung, hoặc là giữa bạn với họ luôn luôn có những cái sự liên kết với nhau rất là nhiều, họ nhớ về bạn, họ mặc định bạn là ai đó trong cuộc đời của họ. Mình cảm giác người này có cái sự ít nói, có một cái sự kiệm lời kiệm tính. Người này có một cái tính mình cảm giác đôi khi nó hơi thất thường, khó hiểu, khó đoán. Đôi khi họ là một người mình cảm thấy giống như là có sóng ở trong lòng nhưng mà nó không thể hiện rõ ra. Người này mình cảm giác cái kiểu của họ để ý đến bạn là vừa thầm lặng vừa thể hiện, tại vì Queen qua Queen of One thì thường cái cách của họ thể hiện ra nó lại liên quan nhiều đến gọi là muốn lấy lòng, muốn làm cho bạn vừa lòng, muốn làm cho bạn hài lòng, hoặc là muốn làm cho bạn thích, hoặc là gây sự chú ý đến với bạn. Người này là một người mình dùng từ là cũng có ngoại hình, hoặc là nhìn họ cũng sáng sủa, sáng láng, họ là người rất là thông minh nha. Người này cái bức thư mà người này gửi đến bạn á, thì thật ra nó liên quan đến chuyện là họ muốn bạn để ý đến họ nhiều hơn, họ muốn bạn xem họ là một cái bông hoa mà bạn cầm trên tay, chứ không phải là một cái người chỉ là âm thầm ngồi bên cạnh bạn, mà thậm chí ngồi dưới hán mà không có được để ý nữa. Tại vì bạn nhìn bà này vốn dĩ không có nhìn nhìn tới cái nhân vật con mèo ở đây, bà chỉ nhìn tới cái bông hướng dương thôi. Cái thứ hai nữa mình thấy đó là trong cái câu chuyện này người này có khá là nhiều tâm tư, có khá là nhiều điều họ để trong bụng, họ muốn nói nhiều thứ, muốn làm nhiều thứ, nhưng đôi khi họ cảm giác giống như là bạn vốn dĩ không quan tâm hoặc không xem họ là cái gì trong cuộc đời của họ, của bạn á. Thành ra họ nhiều khi người này họ cũng ngồi suy nghĩ, họ nói bây giờ cái việc mà họ có thay đổi, họ có khoác lên mình, họ đeang những cái bông hoa hình hướng dương hoặc là những cái bông hoa như bạn thích, nhưng mà liệu những cái thứ này bạn có thích hay không, hay là bạn vẫn thích một bông hoa hướng dương thật. Tức nghĩa là người này luôn khoác lên mình những cái thứ không thật để cho một người nào đó tưởng họ là thật, nhưng mà mình cảm giác nó là một cái cách làm sai. Thành ra mình cảm giác họ, người này mình cảm giác họ có một cái thế giới nội tâm chắc cũng phức tạp lắm á. Tại vì mình thấy trong cái lá tám tiền này nè, người này là một người cô đơn, không có quá nhiều sự kết nối, nhưng mà cái cách của họ sống và cách của họ làm á thì nó lại thể hiện ra như thể họ là một người rất là thú vị. Họ rất là mình cảm giác người này là người về đêm á, họ là một là người thức về đêm, hay là họ là người khó ngủ, hoặc là người sống trong một cái thế giới mà chỉ có đêm đêm và đêm á. Tức nghĩa là mình cũng không biết làm sao, nhưng mà mình thấy nguyên một bầu trời màu đêm, giống như bạn là ban ngày còn họ là ban đêm á, hai bạn chỉ giao nhau ở lúc 12 giờ sáng á, lòng lúc 0 giờ sáng á, với 6 giờ chiều, kiểu giống vậy. Tại mình cảm giác giống như là nó không có một cái sự giống nhau nào hết, nó gần như rất là khác biệt. Còn đối với đây, nếu đây là một câu chuyện liên quan đến chuyện bạn bè á, thì người này á thì mình cảm giác bạn với họ có sự hiểu lầm. Người này là bạn cũ, cũng có thể kim là người người yêu cũ hoặc là crush cũ, mình vẫn thấy có chữ yêu nào đó ở trong đây. Người này là một người cũng ít nói, cũng
dĩ tính tình thì mình cảm giác người này là một người khá là lạnh lùng nha, ít nói, có thể là một người kiệm lời, vô cùng kiệm lời luôn. Họ là người rất yêu bạn, rất thương bạn, rất là quý bạn, nhưng khác cái người nãy mình nói nha. Người này là một người có gu riêng, có cá tính riêng, họ không phải là người cố gắng làm hài lòng bạn, họ vẫn là bản thân họ thôi. Họ biết rằng giữa bạn với họ có sự liên kết, họ có thương bạn không có, nhưng họ có ranh giới, có giới hạn của họ không có. Mình cảm giác cũng là con mèo đó, nhưng mà mình thấy người người này lại là một con mèo của sự lạnh lùng. Họ có thương bạn thì họ để trong bụng, họ không thể hiện ra, họ cũng không cần bạn quan tâm, họ cũng không cần bạn biết, và họ cũng không cần bạn để ý, họ chỉ cần bạn thương họ là được. Ủa không, họ thương bạn là được. Mình cảm giác giữa bạn với người này đứt kết nối rồi, hoặc là không còn sự liên hệ nữa, nhưng mà người này nhớ đến bạn, và trong bụng họ vẫn còn những ký ức gắn đến bạn, hoặc là còn có một cái điều gì đó bỏ lỡ giữa bạn với họ mà chưa thể giải quyết, hoặc là câu chuyện này chưa có hồi kết. Tại vì mình thấy ở trong lòng người này còn khá là nhiều điều muốn nói, muốn làm và muốn trải nghiệm với bạn. Đến cái cặp bài thứ ba này thì chúng ta có The Devil và chúng ta có kỵ sĩ gậy. Ở đây là cái người mà mình thấy có cái sự chướng khí. Bài lên đầu tiên là chữ chướng và chữ khí, thì người này là người bạn không thích và họ cũng không thích bạn. Bạn với người này vốn dĩ là những người không hợp tính nhau, nhưng mà có cái gì đó giữa bạn với họ lại thường xuyên. Bạn người này có thể là bạn nè, đồng nghiệp nè, có thể là người quen nè, có thể là người học cùng nếu bạn còn đi học. Người này chắc chắn là một cái đối thủ, hoặc là một cái kiểu người mà bạn rất là ghét, tức nghĩa là nó thở là bạn cũng đã ghét nó rồi. Nhưng mà vì sao mà lại là có một cái thông điệp, một cái gì đó bí mật từ người này gửi đến bạn, bởi vì nó ghét bạn. Nhưng nó giả lả với bạn, hoặc là nó bắt buộc nó phải gặp bạn, hoặc nó phải làm chung với bạn, hoặc nó phải tiếp xúc với bạn, giống như là giống như là bạn với nó biết bạn ghét nó, nhưng mà nó cũng không hiểu tại sao bạn lại ghét nó. Giống như bạn mình nó hay nói cái câu nghe cũng mắc cười, nhưng mà mình thấy nhiều khi cũng đúng, tức nghĩa là nhiều khi tao ghét nó bởi vì tao ghét nó, tao không cần lý do, nó chỉ cần thở thôi tao cũng đã ghét á. Tức nghĩa thì mình cũng cảm giác giống như là chắc vậy. Nhiều khi mình nghĩ cũng có những người đơn giản mình nhìn vô mình cũng ghét, nhưng mà mình cũng không biết vì sao mình ghét họ, mà họ cũng chả làm gì mình, nhưng mà đơn giản đôi khi họ nói, đôi khi họ thể hiện, đôi khi họ làm một cái điều gì đó mà mình không phải là kiểu người như vậy, thành ra mình ghét. Đôi khi nó cũng vậy cũng đúng, tại vì mình cảm giác cái cặp bài này đó là người này muốn làm hòa, người này muốn gỡ rối, người này muốn bạn coi họ là một cái người cũng bình thường thôi, cũng đừng có để tâm để ý đến họ nhiều quá, đừng có ghét họ nữa, đừng có giận họ nữa, đừng có bực họ nữa, đừng có khó chịu với họ bởi vì họ không có ý xấu. Người này chỉ muốn là một người chơi cùng được với bạn, hoặc là tiếp xúc được với bạn, hoặc là nói chuyện được với bạn thôi. Đối với họ, họ xem bạn là một cái người khá là thông minh, khá là giỏi, nhưng mà bạn có tính độc tài, hoặc là bạn có tính chuyên quyền. Đôi khi nha, nếu mà người này mà tự nhiên mình có một cái suy nghĩ bén qua bên đầu, vừa bắn qua một cái phạt thôi, người này có thể là cha mẹ hoặc là anh chị em trong nhà của bạn, một người không hợp tính với bạn nhưng mà thật sự rất là thương, rất là yêu và rất là quan tâm đến bạn, nhưng mà bạn với người này có thể là khắc khẩu, không có nói chuyện được với nhau. Thì bây giờ mình sẽ dùng sticker để mình coi cho các bạn ha. Hay da, mình sẽ rút mỗi cái hai cái sticker. Đầu tiên là người đầu tiên, chúng ta có bông cúc và chúng ta có ngày 19, hoặc là ngày 1, ngày 9. Chúng ta có tháng 1, tháng 9, tháng 10, ngày 19. Người này có thể là một người khá là đơn giản, thích bông hoa, thích hoặc là có thể họ liên quan đến số 10, hoặc là những cái gì nó liên quan đến những con số đó. Người này là người khá đơn giản, người này là người mình cảm giác thích gần gũi với thiên nhiên, tự nhiên. Người này là một người sống tình cảm, là một người mình cảm giác nói chung khi mình nhìn thấy hoa cúc thì mình cảm giác người này là một người khá là hoang dại, hoặc là có một cái gì đó theo kiểu giống như là đơn độc hoặc là cô độc. Đến cái người thứ hai, người thứ hai thì chúng ta có Good Times với một cái bình chất độc, một cái potion, hoặc là một cái gọi là fish tank, một cái bể cá. Thì mình cảm giác đầu tiên là good time, chắc chắn người này phải là người rất là thường xuyên gặp gỡ bạn, hoặc là một người bạn với họ từng đã là bạn bè, người thân, người quen, hoặc là nói chung bạn với họ có rất là nhiều ký ức và kỷ niệm khó quên, họ rất là thích bạn, rất nhớ bạn, hoặc là rất là quen với bạn. Còn mình nói là cái này là một cái potion, một cái toxic potion, hoặc là một cái gì đó nó liên quan tới độc lạ. Thì người này có vẻ như là một người thích cá, hoặc là một người kiểu giống như là độc lạ, dị hợm, dị biệt, hoặc là có cái gì đó rất là đặc trưng về con người, hoặc là tính cách, hoặc là sở thích của họ, nói chung nó rất là dị biệt hoặc là lạ.
Bây giờ đến người thứ ba ha. Hoặc là bạn với họ là có vừa vui vừa cười vừa khóc, tức nghĩa là có trải qua những khoảng thời gian mặn ngọt chua cay với nhau, lình vòi xuống chó. Còn đến người thứ ba là hello I'm hungry, người này có thể là một người khoái ăn uống, là một người có tâm hồn ăn uống, hoặc là một người có thể là ăn không bao giờ mập, hoặc là ăn rất là nhiều. Người này là một người mình cảm giác khá là tò mò về thế giới xung quanh, hoặc là một người mình cảm giác giống như là có thể là người hay rủ bạn đi ăn, hoặc là hay mở lời, hoặc là hay chủ động với bạn. Kế bên nữa chúng ta có một cái bình nước xách tay, thì mình cảm giác người này có thể là một người khá là tiểu tiết, khá là hay là soi mói, hoặc là một người hơi tập mạch. Họ là một người mình thấy cũng khá là thận trọng, kỹ tính, là một người hay chuẩn bị trước, và là một người đôi khi có thể là hơi so đo, tại vì mình thấy có kỷ thước ở đây. Thì đó là thông điệp dành cho những bạn chọn tụ số số 3 ha.